Bây giờ là 8 giờ tối rồi các bạn. Mình đang trải nghiệm ở thủ đô Bangkok. Mình đang đi hướng về cái đường Ratchathamli. Ở đó nó có trung tâm thương mại Central World và cái Festival Pathunam. Mời các bạn theo dõi với mình nha. Ở bên trái mình đó là cây cầu vượt đi đến cái trạm BTS, là cái tàu điện ở trên không đấy các bạn. Mình sắp sửa quẹo qua cái đường là Ratchathamli nha các bạn. Cái đường đó rất là nhộn nhịp nha. Mời các bạn theo dõi với mình. À, các bạn thấy ở trên cao tàu điện nó chạy á. Ở bên kia lộ đó là Central World đó các bạn, trung tâm thương mại Central World. Rồi mời các bạn trải nghiệm với mình nha. Các bạn thấy không, đường xá rất là đông đúc. Các bạn thấy cái cảnh thủ đô Bangkok không các bạn? Còn nhiều con đường rất là nhộn nhịp hơn nữa các bạn ơi. Cái đường Ratchathamli này là bình thường thôi. Trước mặt các bạn là cái cầu vượt đi qua Central World đó các bạn. Cái cầu vượt này nó không có bằng cái cầu vượt ở trước mặt nha các bạn. Cái cầu vượt ở trước mặt là cầu vượt nối liền 4 trung tâm thương mại với nhau, là Central World, Pathunam, Market Bangkok và cái Big C Super Center. Ở bên trái đó là Pathunam đó các bạn, Central World, xin lỗi các bạn, Central World đó các bạn. Ở đây có một đoàn người nè. À, đi theo đoàn đấy các bạn. Đây có những cái hotel này. Restaurant này rất là lớn luôn. À, bên trái là Central World đó các bạn thấy chưa? Mình đang dần dần đi tới Big C nè các bạn. Nó nằm trên đường Ratchathamli. Ở đây xe túc túc nhiều lắm các bạn. Có hàng cây đẹp quá các bạn. Những chiếc xe túc túc đang đợi khách nè các bạn.
ở thủ đô này xe rút cốt là tiện lắm nha các bạn, cũng rẻ chứ không đến nổi mắt. Trước mặt các bạn là cái trạm xe buýt này các bạn. Mình đang đi tới Dixie Super Center rồi các bạn. Đây các bạn thấy không? Dixie Super Center. Rồi trước mặt mình là cây cầu vượt đó các bạn. Cầu vượt là nó chạy dài luôn. Đó trên đầu mình nè các bạn. Xe rút cốt đang đậu chờ khách đó các bạn thấy sinh hoạt của đường rất là lâm ly không, rất là náo nhiệt luôn. Hiếp là hôm nay là đêm Chủ nhật nha các bạn, hôm nay là Chủ nhật giờ này là 8 giờ tối đó các bạn. À, gió mát quá các bạn ơi. Để mình đứng đây mình lia cho các bạn xem nha. Đó cái cầu vượt đó các bạn. À, đi qua Central World. Còn đi thẳng lên kia đó là đi qua Patunam nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Giờ mình xin stop ở đây. Chúc các bạn một đêm an lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.